Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Biển người tay xách nách mang trở lại thủ đô, bến xe đông nghẹt. Từ chiều ngày 3 tháng 9, người dân bắt đầu trở về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày. Nhiều tuyến bắt đầu đông đúc và xuất hiện tình trạng ùn tắc. 17:30 Hà Nội, đông đảo người dân trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh khiến lưu lượng ô tô trên vành đai 3 tăng cao, ùn tắc kéo dài. Tình trạng ùn tắc diễn ra ở chiều hướng vào nội đô. Đặc biệt, phần đường phía dưới đường vành đai 3 do phần đông là các phương tiện xe máy. Dòng xe kéo dài nhiều cây số ở đường vành đai 3, đoạn từ đường Nguyễn Xiển hướng về đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Phía trên đường vành đai 3 trên cao, các phương tiện di chuyển thông thoáng. 17 giờ, Cần Thơ, ghi nhận của báo Lao động tại quốc lộ 1, đoạn từ trạm thu phí BOT Cần Thơ, Phụng Hiệp đến giao lộ quốc lộ 61C thuộc địa phận phường Ba Láng, quận Cái Răng. Lượng phương tiện giao thông có gia tăng, xe ô tô, xe tải nối hàng dài chờ đèn đỏ. Một số điểm đường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Theo quan sát, đa số các phương tiện từ các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và sẽ di chuyển qua khu vực Cần Thơ. Người dân trở về các tỉnh thành Đông Nam Bộ làm việc, học tập sau lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chiều hôm nay, thời tiết tại Cần Thơ dịu nhẹ, thỉnh thoảng có xuất hiện mưa rào khiến việc di chuyển của người dân khá khó khăn. Còn tại bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ, lượt hành khách ổn định, không có sự gia tăng đáng kể. 16:45, thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại khu vực ga đến và nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đông đúc nhưng không ùn ứ. 16:40, Hà Nội. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sản lượng vận chuyển tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ với khoảng 330.000 lượt khách với hơn 2.100 lượt chuyến bay qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Nhằm đảm bảo an toàn an ninh hàng không, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thực hiện tăng cường biện pháp kiểm soát an ninh cấp độ 1 từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Đánh giá sơ bộ thời điểm này, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an ninh hàng không tại cảng, không có tình trạng ùn ứ tại các luồng di chuyển của hành khách làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Bộ phận trực hotline đảm bảo 24/7 và ghi nhận không có ý kiến khiếu nại của người dân về các vấn đề chất lượng dịch vụ. 16:30, Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, tại bến xe Mỹ Đình khá đông đúc nhưng chưa xảy ra hiện tượng chen lấn. Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, người dân khi quay trở lại thủ đô đều tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc. Nguyễn Hoài Thu, Hòa Bình cho biết, bình thường di chuyển từ Hà Nội mất 2 tiếng, nhưng hôm nay do nghỉ lễ đông đúc nên phải mất 3 tiếng. Cũng giống nhiều bạn sinh viên khác, em cũng tranh thủ mang đồ ăn và những đồ dùng cần thiết từ nhà lên để tiết kiệm hơn, Hoài Thu nói. 16:20, Hà Nội. Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội lỉnh kỉnh đồ đạc đem từ quê lên nhà trọ. 16:05, Hà Nội. Hướng từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố trên đường Văn Kiệt, Đông Anh, Hà Nội, người lao động đi xe máy chở nhiều đồ đạc sau kỳ nghỉ lễ. 16:00 Hà Nội, ghi nhận của phóng viên, từ 16:00 ngày 3 tháng 9, dòng xe bắt đầu tăng cao trên quốc lộ 1A đoạn qua bến xe nước ngầm hướng vào trung tâm thành phố. Lượng xe mỗi lúc một đông khiến đoạn đường ùn tắc kéo dài gần 1 km. Đa phần các phương tiện ô tô, xe máy từ các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Thời tiết nóng bức khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi trên hành trình trở lại thành phố. Tôi mất 20 phút mới qua được nút giao thông Ngọc Hồi Giải Phóng. Hôm nay thời tiết cũng oi bức, cả gia đình rất mệt mỏi. Anh Lê Văn Sang, 34 tuổi, quê Hà Nam, cho hay. Để hạn chế ùn tắc, các tổ cảnh sát giao thông đã chia nhau từng các nút giao, tích cực phân luồng, điều chỉnh đèn tín hiệu tăng thời gian hướng cho người dân về Hà Nội được thuận tiện nhất. Cùng thời điểm, tại cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ,
hàng ô tô dài hơn 3 km ùn ùn kéo về phía trung tâm thành phố. Ùn tắc cục bộ đã có lúc xảy ra do lượng xe tăng vọt. Lực lượng chức năng phải tăng cường phân luồng, hướng dẫn xe cộ để không gây ra ùn ứ giữa các luồng đi thẳng và rẽ lên nút giao vành đai 3. Dự báo, từ chiều đến tối nay mùng 3 tháng 9, tình hình giao thông sẽ nóng lên ở cửa ngõ phía Nam dẫn vào Hà Nội khi người dân sẽ tiếp tục trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân trước khi di chuyển nên cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến đường để chọn hành trình phù hợp. Đồng thời, tuyệt đối tuân thủ quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tắc đường trên cao tốc, lái xe đi vào làn khẩn cấp, không bị phạt khi nào. Theo báo Vietnamnet, hành vi lái xe vào làn khẩn cấp mỗi khi tắc đường trên cao tốc gây bức xúc nhiều tài xế cùng lưu thông. Vậy khi nào hành vi này sẽ không bị phạt theo luật giao thông đường bộ? Làn khẩn cấp là làn nằm ngoài cùng bên phải trên đường cao tốc, được thiết kế để phục vụ việc dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Làn này được phân biệt với các làn đường chính bằng một vạch sơn liền màu trắng phản quang và có chiều rộng tối thiểu từ 2,5 đến 3,3 mét, tùy vào tốc độ cho phép của tuyến đường đó. Theo quy định của luật giao thông đường bộ năm 2008, phương tiện không được phép sử dụng làn khẩn cấp trên đường cao tốc trong quá trình tham gia giao thông. Nhưng nhiều tài xế dù biết vẫn cố tình đi vào làn khẩn cấp vì làn đường này thông thoáng, không có xe lưu thông, từ đó tiết kiệm thời gian di chuyển và không phải xếp hàng theo làn mỗi khi tắc đường. Việc nhiều phương tiện thản nhiên chạy vào làn khẩn cấp không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn gây cản trở cho các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đồng thời gây ra sự bức xúc cho đại đa số các tài xế khác đang chạy xe tuân thủ đúng quy định. Theo điểm G, khoản 5, điều 5 của Nghị định 100/2019-NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021-NĐ-CP, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển ô tô chạy vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc mà không có lý do chính đáng. Ngoài ra, tài xế còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, ngoại trừ xe ưu tiên làm nhiệm vụ, các phương tiện vẫn có thể được phép đi vào làn khẩn cấp. Cụ thể, trong trường hợp giảm tải căng thẳng giao thông trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, cơ quan chức năng sẽ cho phép tạm thời các phương tiện đi vào làn khẩn cấp ở một số tuyến đường nhất định trong khoảng thời gian giới hạn. Ngoài ra, trong trường hợp tuyến đường cao tốc đang xảy ra tai nạn giao thông và gây ùn tắc từ các làn chính, khi đó các phương tiện có thể đi vào làn khẩn cấp dưới sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Người dân ùn ùn về quê trước nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cửa ngõ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ. Theo ghi nhận từ VTV Online, ngay từ sáng và trưa ngày 30 tháng 8, dòng phương tiện đổ ra cửa ngõ Hà Nội đã đông đúc do nhiều người tranh thủ về quê sớm. Tại đường Trường Chinh hướng ra hai bến xe lớn là Giáp Bát và Nước Ngầm, dòng phương tiện tắc cứng, đông đúc. Các tuyến huyết mạch như vành đai 3, trục đường Nguyễn Trãi, đại lộ Thăng Long, tình trạng tương tự cũng xảy ra. Xe máy phải đi lên vỉa hè, rất khó khăn khi di chuyển. Nhiều người dân đã bắt đầu về quê nghỉ lễ sớm một ngày do lo ngại tắc đường vào ngày mai 31 tháng 8, cộng với trời mưa rải rác khiến ùn tắc kéo dài cả ngày hôm nay. Bây giờ còn đông đúc hơn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã bố trí 100% quân số nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân về quê nghỉ lễ. Chiều ngày 30 tháng 8, tình hình giao thông tại các khu vực dẫn qua cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh cũng tiềm ẩn nhiều tình huống phức tạp khi nhiều hướng đổ về nút giao thông An Phú đều đông xe từ lúc tan tầm. Khu vực nút giao An Phú vừa là lối dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, vừa là tuyến đường đi vào cảng Cát Lái, do đó lượng xe container, xe tải vào cảng chốt hàng trước kỳ nghỉ lễ dự báo tăng đột biến. Thực tế, vào chiều nay,
xe container, xe tải luôn chật kín 3 làn xe ô tô đi thẳng qua nút giao An Phú để vào cảng Cát Lái. Từ đêm hôm qua, Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với đơn vị liên quan để điều tiết phương tiện ra vào cảng ổn định. Còn từ hướng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây đổ về nút giao An Phú cũng chứng kiến một lượng lớn ô tô khách cũng như xe cá nhân kéo dài di chuyển chậm. Trên đường Lương Định Của cũng có tình trạng xe xếp hàng dài chờ đến lượt qua nút giao thông này. Cảnh sát giao thông đã phải bố trí cán bộ, chiến sĩ để điều tiết phương tiện từ 3 hướng để đảm bảo cho giao thông tại nút giao An Phú được ổn định. Cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường Võ Nguyên Giáp đi quốc lộ 1 cũng dự kiến đông xe vào chiều tối ngày hôm nay. Khi trên tuyến đường này cũng có một cảng cạn, nhiều khu dân cư, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng tổ chức đội hình hút đinh, tặng nước, hỗ trợ người dân đi xe máy về quê nghỉ lễ. Quốc lộ 1A hướng về các tỉnh miền Tây nút giao với đường Võ Văn Kiệt. Cầu vượt số 2, lượng phương tiện đổ ra khỏi thành phố tương đối đông đúc. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã ra quân từ 14 giờ hôm nay để phân luồng, đã giúp giảm ùn tắc trên tuyến đường này. Các phương tiện có thể di chuyển chậm trên lộ trình. Theo cảnh sát giao thông cảng, về buổi tối muộn sau 20 giờ, lượng phương tiện di chuyển dự kiến sẽ đông hơn và có nguy cơ ùn tắc kéo dài. Dịp lễ mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi di chuyển, đồng thời đưa ra nhiều khuyến cáo đặc biệt trong chiều nay và chiều ngày mùng 4 tháng 9, bởi đây là những thời điểm mật độ phương tiện giao thông tăng cao đột biến. Từ 14 giờ ngày 30 tháng 8, lượng hành khách làm thủ tục ở sân bay Nội Bài tăng, tuy đông nhưng hành khách không gặp khó khăn. Nhiều khách hàng làm thủ tục trực tuyến nên cũng giảm áp lực cho các nhân viên làm thủ tục. Dự kiến sản lượng hành khách hôm nay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài là gần 88.000 lượt cả trong nước lẫn quốc tế, 567 chuyến bay. 4 ngày nghỉ lễ, sân bay Nội Bài sẽ đón khoảng 338.000 lượt khách. Dự kiến cao điểm nhất là ngày 3 tháng 9 với hơn 96.000 lượt khách, với 569 chuyến bay trong và ngoài nước. Để đảm bảo an ninh an toàn hàng không, sân bay Nội Bài yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ, đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam đã đưa ra yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9. Ngoài ra, để tránh ùn tắc cục bộ và chậm chuyến bay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các hành khách lưu ý luôn kiểm tra giấy tờ tùy thân, chuẩn bị hành lý theo đúng quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!